Đây. Dạ vâng. Bên nhà hàng Tam Hoa đã chuẩn bị xong, trong ngoài đều đã sẵn sàng. Chỗ Thâm Tuệ thế nào rồi? Ông chủ sợ có vấn đề à? Hỏi thì trả lời. Xin lỗi ông chủ, Tâm Tuệ vẫn làm ăn bình thường. Theo tin dò gì thì ông ta vừa thông được một vụ lớn. Lớn tới mức nào? Không rõ, nhưng cũng tương đương với vụ của chúng ta. Không khéo bị công an chú ý rồi. Tâm Tuệ làm ăn rất cẩn trọng, tính giống anh, chỉ làm việc với khách quen thôi. À, tìm hiểu về thằng Hồng thế nào rồi? Người của ta thăm dò ở bản Mộc, thấy người ta khen nó lắm á. Thằng này làm việc chỉn chu, phóng khoáng, trọng tình nghĩa, giống Lê Toàn hồi trẻ. Chắc chắn không phải. Đó chỉ là lời đồn thôi ạ. Người của ta vào tận nhà để xem xét, tiếc là bị đánh động nữa chừng. Bà Mộc bị quân già bắt rồi. Còn ai ở đây nữa? Có một thằng tên là Trình, biệt danh là Trình Giáo Sư, người cũ của Lê Toàn, được Hồng giao quản lý Toàn Lâm. Theo anh thì tôi nên ứng xử với thằng Hồng thế nào? Cẩn tắc ngoài này, cứ kiểm tra kỹ đã. Gọi cho Tâm Tuệ đi. Thưa anh, bên chỗ Tâm Tuệ cũng chuẩn bị xuất phát rồi. Thằng con tôi đâu? Cậu chủ ra ngoài với mấy người bạn. Với mấy đứa con anh trưởng à? Bọn nó nhậu với cậu chủ từ sớm. Chiều nay cậu có lịch live stream, giờ này chắc cũng đã xong rồi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có lẽ tôi không nên mất nửa cái mạng để cứu nó. Anh ạ, thực ra Tân nhà mình nó cũng thông minh và sáng tạo. Chỉ là tính nó nghệ sĩ quá, nên phù hợp với cuộc sống vô lo vô nghĩ. Như thế thì thà đừng sống còn hơn. Làm thằng đàn ông, trước hết phải có trách nhiệm với bản thân mình, sau đó đến gia đình, hoặc là gia đình trước rồi bản thân mình sau. Cái vụ múa lân chiêu hay là như nào đấy anh? Anh lại âm mưu cái gì đúng không? Theo mày chỉ là âm mưu gì? Chỉ không biết thì mới hỏi. Dàn cảnh nó múa lân múa liếc các kiểu. Mà anh biết thừa là em ngạt khói rồi, xong lại còn ném cái quả bom khói ra làm cái gì? Để câu người của lão Quân. Thế là anh mang em ra nhử đòn à? Còn ai hợp hơn nữa? Lão cay anh với mày nên mới cử sát thủ đến. Thì không nói luôn thì em gặp cái thằng sát thủ em băm trong chân nát người nó ra gì. Mà bây giờ anh định như nào đây? Cứ loay hoay ở đây mãi à? Đang có một cách rất hay. Nói luôn. Thằng Tân nhắn anh với mày đến gặp bố nó. Anh muốn mày đến gặp ông ấy đặt thẳng vấn đề, nhờ giúp mình chiến với quân giả. Thế thôi gì? Thằng Hồng nó muốn vào nhà Hưng Khẹt bằng mọi cách. Có thể nhỉ? Thằng Nghĩa cũng nghĩ như vậy. Tao tưởng thằng Nghĩa nó bị thằng Hồng thao túng rồi.
Trước em cũng tưởng như vậy, không nghĩ thằng này cứng thế. Không nghĩ mà mày dám đề cử nó cho tao à? Dạ, thực ra thằng này nó rất bản lĩnh, nhưng mà đang ở xa, thế nên không biết thế nào. Mà anh cũng thấy đấy, thằng Hồng rất khó lường. Không, không cần biết thế nào. Đúng ngày đúng giờ, thằng Hưng Khẹc phải chết. Còn nếu không, bảo thằng Hồng xác định đi. Anh nghĩ sao nếu tôi bán mình cho anh? Biết đâu một lúc nào đấy anh lại thấy tôi là một người đáng để hợp tác thì sao? Đến lúc đó là hạng hay. Không cần gái cũng chẳng thèm tiền. Nhưng tôi biết thứ anh cần đấy. Nhóm tội phạm ma túy Tam Giác Vàng, chú ý tiến bản mây. Có một chuyến hàng lớn được đưa đi chót lọt. Cậu thấy Hồng là người thế nào? Người này sẽ giữ một vai trò gì đó. Chính là Lê Toàn, ông ta là tay cụm cán số 1 ở bản Ngọc. Thấy hai anh em một ông sống nghĩa khí, tình cảm. Nói là làm, không lắt lẹo. Cứ như có một âm mưu. Liệu có thế lực nào ép công ty của anh làm theo ý họ? Quân già sắp quay trở lại bản mây. Để lấy bằng được bản mây, đấy là địa bàn tốt nhất mà chúng ta có thể phát triển được. Chuyện xảy ra cũng 20 năm rồi. Không được một con tàu. Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tôi buộc phải thay đổi kế hoạch. Thi tốt để cho tướng qua sông. Tôi sẽ cùng các đồng chí trực chiến 24/24. Tuyệt đối không để cho đối tượng nào chạy thoát.